Mình đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn những cái sổ đầu tiên được không ạ? Rồi. À mà cả lớp học VT những bạn còn lại đợi một chút được không ạ? Tôi sẽ hướng dẫn chung luôn. Đâu? Dạ. Chưa trả có hóa đơn một bạn mình chưa chưa. Nào, vào nhật ký chung là sổ cá, sau đó vào sổ thuế đã. Còn ạ. Từ từ đã, cả lớp cùng nhau. Những quyển sổ mới thì tôi sẽ hướng dẫn, các bạn chưa quen đúng không ạ? Tôi sẽ hướng dẫn, sau đấy thì các bạn sẽ biết. Cái này tôi nghỉ 2 hôm ra tôi chỉ nhập xong cái lớp kia. Từ từ.